Trường xin chào mời cô bác anh chị em các bạn nha. Đi săn cá bự nữa mọi người ơi. Đó, hành lý xuống giỏ hết rồi đây. Nè, đi câu cá mà ông đem dừa cái nè. Hai trái đó, trong cái xô ba bốn trái nữa. Vừa chạy vô tới cái kênh câu luôn mọi người ơi. Chuyến đi câu bắt ổn nha. Mọi người thấy gì chưa? Nhìn thấy chân vịt kìa. Tính chạy sâu sâu vô trong chút mà vướng cái cây hay cái gì đó mọi người. Chém cái bực cái gãy chân vịt luôn. Ụt hơn là cái hầm nuôi luôn mọi người ơi. Đó bên đó kìa, rồi bên đây nè, cá bự nó lên nãy giờ quá trời luôn. Trường tính câu cần máy nè, nhưng mà mình sợ quăng nó động á mọi người. Chắc là mình thả hai cây cần 8m với 9m mình ra đây ha. Nắng quá trời nắng à. Ở đây mình có cây giếng cá nó đỡ nè. Rồi, thôi để Trường câu chỗ này nha mọi người. Câu đại đi dễ chiến nha. Cá nhỏ cá bự gì cũng được, miễn có ăn có dính là được rồi. Thấy cá ụt nôn quá mọi người ơi. Đây Trường đổ cám nè, để Trường trộn luôn cái rồi mình móc câu nha. Bự ụt. Rồi ha, đây Trường thả hai cục mồi nha mọi người. Thả xuống đây coi. Đây hy vọng kiếm cá bự nha. Đây cây cần mình là thả cái ra tới giữa luôn rồi nè. Khỏi đánh cần máy chịu mất công động nha. Đó. Nó con mình nó bự kìa mọi người, một nó chút bự sao. Bự lắm. Dính đọt dừa hả con? Thôi, này câu giải trí mà mình có cá bự ụt thì mình dán hên kiếm cá bự nha. Ăn cái đó rồi kìa mọi người. Đang lôi kìa. Lúc phao luôn. Cần chừng mới thả xuống kìa. Lúc phao luôn. Đây con này bự không? Trời ơi, cũng vậy luôn. Mới thả luôn. Này là chủ yếu là tha hồ giật giải trí nha mọi người. Đây cái này về mình gọng sống chứ, về cho ông anh ông thả vô hầm nha. Cá bự nó hụt quá rồi kìa mọi người ơi. Đi Trường tính thả nó ra ngoài xa một chút xíu á, mình hên lên kiếm cá bự nó kìa, nó hụt rồi thấy không. Đây đúng là thật sự không phải nói là cá khủng cá bự khủng gì đâu không à, mà cá chốt nó ăn câu nha. Mở gì? Ê, ăn nữa kìa, lúc phao luôn. Nó cái này là mình cực cảm giác nha mọi người, chứ cá bự thì cầu mai thôi đó. Kệ đi, có cảm giác mà giật gì hoài gì cũng vui lắm. Ở dưới giữa nè, cá bự nó ở giữa không à, kiểu mà quýnh vẫn quýnh hai cần mình cầu mai kiếm cá bự nha. Cần giờ không kẹp luôn hay đó. Đâu. Vô. Đâu. Vô. Ăn nữa giờ mình chưa thì bỏ ăn nữa giờ. Này mình thả xích lên trên này một chút à. Kiếm cá bự ngoài mé này coi, ở bên mé này nhiều nè.
căng nữa, trời trời trời. Lúc hao luôn. Hình hình kiếm con dừng ký 2 ký gì coi. Giờ bên tay trái nàng rồi nó ghẻ dưới rồi. Lúc luôn. Tay trái ăn dữ rồi. Ok thấy không? Ghê ghê. Này hơn cá nuôi luôn á. Lúc luôn, lúc phao luôn. Bữa lớn nào mà nó cong cái đọt mình á, tính đâu là cá khủng cá bự gì không à. Rồi giải trí mà có cá giật kiểu này là vui rồi nha mọi người. Chăm con kỹ lực rồi, lập kỷ lực kìa. Dạ tháng hầm của ông ba đó. Dạ. Câu rồi về thả hầm không ạ? Hả? Câu rồi về thả hầm. Ừ. Cá dù đếm đâu phải dễ chứ. Dạ cá cha. Cá này cá cha. Cá cha chứ không phải dù đếm. Ăn lấy cả mọi người ơi, đây Trường, mỗi khi nó ăn là Trường hy vọng cá bự hả, cà. Lúc hao luôn, cá bự ơi. Con bé lớn nè. Quả chữ không? Dạ lúc hao rồi. Lúc hao rồi, trời ơi. Gì đây không hả? Chán thiệt chứ. Ờ, cái chốt không hả? Cá bự nột ngấu chứ mà nó không ăn. Cá bự nha. Ờ. Thả 2 tuần thì nó ăn thì không kịp. Nó đã khác rồi, khác không? Khác không? Qua đó ăn câu thì nó đó. Cá cha nè mọi người, nó ăn câu á, khả năng dính cao lắm nha. Nó hớp đỡ lôi hà là dính à, chết có ghẻ. Giờ nó ăn nữa kìa. Nó gừng ở trong nè, cái ghẻ kìa, nó lúc hao luôn trời. Lớn thì không hả ông nội ơi, kiếm hàng khủng không ra rồi. Tình hình là cá bự nột nhối cho nó không ăn. Cá nhỏ nó ăn tại vì mồi á, mình xuống nó chưa dưới trơn, cá nhỏ nó ăn rồi. Cá bự chưa kịp ăn. Ông anh nói giờ cũng dính nhóc trơn, cá cũng nhỏ nhỏ luôn. Chắc nghỉ giá lao chút có mệt rồi đó. Ca ca để vừa gì có kiếm ta. Lúc hao luôn. Cá khủng coi. Gì không nè? Chán nản nè. Mấy cá nhỏ này không mà giật nha, trời ơi, tính nuôi cá bự không nha. Bún cục mồi chà bá luôn mọi người. Mà con cá bự lớn ăn cái bụng nó luôn kìa. Ôi. Thua luôn. Nó ăn cái bụng chà bá luôn vậy nè.
chạy cả một cá đi chơi luôn rồi. Vỗ ngang cái rồi đó. Kiếm con cái bự coi. Lúc phao luôn, lúc phao luôn. Lúc phao rồi. Lúc phao rồi. Trời ơi, mới lớn nè. Ui. Kiếm con thì nửa kilo chơi cũng được. Thôi mấy mé thôi, kiếm mình có cá bự không? Chỗ này sâu lắm nha mọi người. Nước rất là sâu luôn. Nó bự không à? Ê, đúng không? Hai tay giật hai cần luôn nè mọi người. Lò lúc nào? Đây, trường ông anh lên cá luôn lượt nha mọi người, ông anh lên nữa nè. Lúc phao rồi, rồi cái gì vậy, bữa không ăn lấy lúc phao lấy kìa. Ăn liên tục luôn nha mọi người. Một bự không kìa, không muốn ăn. Nó, mình nó bự không? Trời ơi, tính đâu bự không nữa nè. Bự lớn nè. Chứ tính đâu cá bự không có gì mà lớn lắm, trì nặng lắm mọi người. Nó lớn cũng 200-300 gram à. Con này cũng 100-200 gram. Mấy con này về mình thả hầm nuôi đã lắm nè. Đó. Dính cái gì nè. Ơi bự ơi, con này bự. Bự mọi người ơi. Tầm 1 ký. Tầm 1 ký á. Nè. Nó chưa. Nó. Hả? Cứng đi, không cứng vô. Từ từ. Ôi, con này ký hơn nè mọi người. Nuốt lử rồi. Rồi nuốt lử không sao. Thấy chưa, thì nó chỗ này có cá bự luôn hả? Nắm vậy á, ừ. Ủa đây nè mọi người. Ê, ký không? Ê, con này ký hơn á, hơn ký sen. Hả? Hơn ký, bự rồi, nuốt lử rồi ha. Để nó ăn nãy giờ hơi lâu quá. Ê, lúc cái phao đấy mất tiêu nó kìa. Trời ơi. Lúc không hay luôn.
cá nhỏ mà nó không phá là nãy giờ có cá bự ăn hoài luôn. Bay bay luôn nè mọi người. Rồi hôm nay ông anh được dịp mà cá ngắp chân thá hành nữa rồi. Ê ê, trọng trọng được nè. Trời ơi, có bao lớn nè mà. Nó chì cái đọt quá trời chì á, tính nó cá bự không à. Bởi vì giật cá cha này đã lắm. Nó nhỏ nó cũng chì á mọi người. Nó gì đây nè mà nó chì chì cái đọt mình á. Lôi kìa. Lụm nữa nè. Hôm nay là phải tiêu diệt hết nha mọi người. Ê ê ê ê ê ê. Đã đỡ hơn không? Trời ơi, bơ lớn nè. Mà nó chì cái nước á mọi người. Nó chì chì dưới nước á. Tính nó cá bự không rồi. Nhỏ xíu hả, cái bự đâu nè. Nàng hoài luôn như đó. Ê ê, trời ơi, mới lớn nữa hả. Giật mọi người nghe không, giật cái gió hù 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 luôn như đó. Cái phao ngoài lên tim nó kìa, cá bự ăn hay gì đây. Xì tim dữ rồi kìa. Ê, nữa rồi. Siết luôn kiếm con cá bự coi. Nó ăn dữ rồi. Gì mà không dính luôn. Nắng quá mọi người ơi. Dính cá chốt không à. Đây, mình gọng vô đây nè mọi người, cá sống trời nha. Đó, đổ nước nhiều vô anh Thơm. Em ơi, thấy không? Đó, rồi thôi nghỉ luôn mười, nắng quá trời nắng rồi kìa, chịu hết nổi rồi. Hả? Rồi thấy rồi nó, được cá khủng nữa nha, còn nhiêu cá nít không nha, về thả hầm.